Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình Biomutant. Và hôm nay thì cái cuộc hành trình của chúng ta nó chủ yếu là cái việc đánh bại cái bộ lạc Chakni thôi. Tại vì mình theo hệ ánh sáng, vì vậy nên chúng ta sẽ tiêu diệt cái bộ lạc Chakni này. Đầu tiên thì sẽ kết thúc hai cái cứ điểm trước. Đánh dấu trụ tele nha anh em ơi. Ok, thì cái nhiệm vụ nó gồm ở gần đây thôi. Thì nếu mà anh em theo cái bộ lạc bóng tối, nó cũng sẽ có cái nhiệm vụ tương tự. Cái cách hoạt động nó có thể sẽ khác đi một chút, nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng tới toàn cục. Cuối cùng thì chúng ta sẽ vẫn sẽ thống nhất tất cả các bộ lạc với nhau và sẽ đi đánh con boss cuối cùng. Nó đơn giản vậy thôi. Cái này thì mình sẽ đi đập tổ ong anh em ạ. Nó cũng tương đối nhàn thôi. Tuy nhiên là cái cấp độ hiện tại cũng hơi thấp. Nếu mà anh em cảm thấy anh em đủ trình độ khả năng thì anh em có thể đi tiêu diệt cái bộ lạc chắc đi đầu tiên luôn cũng được. Không thì anh em cứ đi lút dạo khắp nơi đi, nhưng mà đừng có đi xa quá, đừng có đi về phía bắc nhiều quá, nó sẽ không tốt đâu. Mình khá khoái cái hiệu ứng mà cái thanh gọi là cái thanh gì, cái con dao của mình nó gây ra đó anh em, hiệu ứng độc tố hay gì đó, radio active thì phải. Nếu mình không nhầm thì nó được gọi là bị nhiễm phóng xạ. Một tiếng như rất buồn cười luôn. Nếu mà đánh một kẻ địch thì nếu mà kẻ địch bị nhiễm hiệu ứng đấy nó sẽ ói anh em ạ. Thì trong lúc anh em rảnh rỗi không làm gì mà đang xem cái clip này thì đừng quên là ấn cho mình một nút like, một nút subscribe để ủng hộ kênh mình nha anh em ơi. Mấy cái con mập như này thì phóng cái tiêu từ xa. Ở giai đoạn đầu game thì chúng ta sẽ không khó có quá nhiều cái vũ khí tầm xa. Và cái vũ khí tầm xa nó khá là cần thiết, tại vì mấy cái con này á, nếu mà anh em chơi đầu game thì mình nghĩ là cái khả năng né của anh em nó sẽ không cao đâu, kể cả mình nữa. Cái thời điểm mà mình quay clip này thì cái con nhân vật chính của mình nó phải lên tới cấp 47 rồi. Nó cao cỡ nào, nhưng mà đa số mình dùng súng anh em ạ. Cái kỹ năng cận chiến mình không dùng nhiều, tại khẩu súng bá đạo quá mà. Theo cái tiến độ chính xác thì anh em sẽ mình sẽ sắp chỉ anh em lấy cái khẩu súng đó nha. Nên là anh em cứ bật nút thông báo đi. Cái tường đó, cái tường nó sẽ đấm ra đó anh em ạ. Thì mình sẽ cố gắng, mình hướng dẫn anh em thống nhất là cái chibe mấy cái bộ lạc này trước. Cố gắng làm sao để thống nhất bộ lạc trước, sau đó sẽ đi kiếm những món vũ khí xịn. Tại vì khi mà anh em thống nhất những cái bộ lạc này á, anh em chỉ cần nói vậy hơi spoil. Nếu anh em mà không muốn spoil thì skip qua tầm 30 giây tiếp theo đi. Thì để mà thống nhất bộ lạc, anh em chỉ cần đánh bại hai bộ lạc cho tụi nó gia nhập anh em là được. Sau đó là mấy cái bộ lạc kia nó sẽ sợ anh em vãi cả nồi ra, nó sẽ gia nhập luôn chứ không cần phải đánh nữa. Đó. Thì cuối cùng nó khá dễ dàng thôi, tưởng khó vậy thôi. Đa số thời gian chúng ta sẽ dành để đi khám phá cái map này, đánh những con quái khác. Bật mí cho anh em một tí là khi mà anh em đi về cái rìa mát ở phía tây, anh em sẽ gặp những cái con tuần lộc gọi là zombie đấy. Mấy con đấy nó mạnh và cá nồi. Kể cả mình ở cái hôm bữa mình chạy map, mình gặp con đấy mà lúc đấy xài cái ạc và quay clip này này, gặp con đấy mé ơi, nó hút cho mình cái hình như là mất bà 80% cây máu đó anh em. Và kể cả là mình lấy cái arc level cao, mình quay lại khu đấy thì nó hút mình một cái, nó mất tầm 20% cây máu rồi. Mấy con đấy nó khỏe vãi nồi. Đấy, thế là xong rồi anh em à. Khá là đơn giản luôn. Thả ong ra, thế là tự nhiên cái cứ điểm này thành của mình luôn. Rồi. Vậy là xong một cứ điểm anh em à. Chúng ta đã hoàn thành hai cứ điểm rồi. Sẽ tiếp tục tiến tới cứ điểm cuối cùng. Và sau đó là tiêu diệt cái bộ lạc đấy luôn. Your tribe is growing stronger.
cái này thì được nhận cái áo này anh em. Đấy, cái này là bộ đồ của bộ lạc. Ok, đây là cái điểm thứ ba nha anh em ơi. There's the tyrant who runs this output. Đây nó sẽ cho anh em này. Anh em muốn thuyết phục nó thì persuade nó. Xem thử có được không? Chắc chắn là không được đâu. Đấy, anh em muốn thì anh em tốn cái điểm charis gì đó. Nhưng mà thôi không cần đâu, mấy con này đánh dễ lắm anh em ạ. Đừng có phí cái điểm đấy của bản thân. Mình đã từng phí rồi, nó cũng hình như nó cũng không thành công anh em ạ. Cái này giống kiểu nó bắt buộc rồi đó, anh em đừng có tâm lý quá. Đánh mấy con này không khó lắm đâu, tự nhiên mất một điểm thế là lâu đi. Cái này có thể nói là try hack đó anh em ơi. Tại vì cái tài khoản chính của mình đó nó lên level rất là cao rồi, có những mũi xịn sò ấy vào combo bùm 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 chết ba mấy con quái luôn, kể cả cái con chủ bộ lạc chắc đi luôn. Nhưng mà lạc này thì coi bộ khó nha các bạn, gây đam con này nó không bao nhiêu hết này, quá yếu về cái lượng vụ sát thương gây ra anh em ạ. Con này mà chơi lại tập gần của nó là không ổn đâu. Đây rồi, tổ hợp kỹ năng giống kiểu như gồng siêu Saiyan đó. Đúng. Đấy, thế là chúng ta đã triệt hạ được ba cái cứ điểm rồi. Bây giờ sẽ là cái thời điểm mà chúng ta quay trở lại cái đánh con này. But they won't give up. Your Sifu thanks you. Your tribe is growing stronger. Con Sifu đang nói nhiều giảm ăn rỡ luôn đó em ơi. Rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại cái bộ lạc Chắc Ni. Thì mình đã skip qua cái lượt câu chuyện rồi, vừa xoay này. Vì đánh mấy cái đấy thì nó linh tan tinh thôi, anh em tự chạy cũng được. Cái này thì mình không muốn tốn điểm. The smart choice nhé. Says strong arming won't work. You'll have to. Cái con này thì nó thích đánh nhau lắm anh em à, nhưng mà anh em cẩn thận nhé, con này đánh cho hát cực kỳ luôn. Đấy, trời ơi, nó mới lại. Ui giời. Trận chiến là một ý kiến cực kỳ tồi tệ anh em ạ. Để mình cố gắng thử. Ui giời ơi. Không được rồi, mình phải chơi. Ui, ấy. Anh em chơi này ấn nút AL ạ. ALT liên tục luôn đó. Sát thương gây là quá ít. Một lần nó gây cho mình. Đấy. Tầm 10% máu mình gây cho nó được mất tầm có 3-4% thôi. Mà con này nó gây sát thương nhiều nữa. Không ổn rồi. Ui trời, đấy anh em thấy nó có cái chiêu khó chịu cực kỳ luôn. Con này nó thiên về cận chiến á, anh em nào đi theo cái hệ bóng tối thì anh em đánh với cái con mà con Myrat á, cái con chủ bộ lạc ánh sáng ấy, thì nó sẽ chơi thiên về xạ chiến, nó chọi anh em tới chết luôn đó. Này thì chơi tầm xa thôi, anh em chơi hệ ánh sáng thì anh em bắn tầm xa là chủ yếu. Vì cái vũ khí đầu tiên mà chúng ta có đó chính là cái cây boomerang này, xài rất tiện lợi luôn. Tuy rằng sát thương nó hơi thấp một tí. Bắn chọi chết cái con tầm xa này đi để nó bớt gây sát thương lên cái cơ thể của mình đi. Ui, nó giết mất một con của mình rồi kìa. Ok, bây giờ mình sẽ người cận chiến xong để con kia bắn tầm xa ấy ạ. Cái này bật mí cho anh em một xíu là nếu anh em có cái kỹ năng mất bần chứ, cái kỹ năng nói anh em á, anh em đấm nó bay lên trời liên tục còn được. Đấy là anh em lên combo chết nó thì thôi đấy. Đấy, nếu mà anh em đi cày map nhiều, bây giờ né không kịp. Cày map nhiều có đủ cái điểm để mà nâng mở cái khóa cái kỹ năng mất bần thì cái cuộc chiến này nó gọi là trong tầm tay anh em ạ. Tầm anh em chỉ cần đấm nó lên trời tầm 3 phát thôi là con này nó đi rồi, chứ không phải là để nó bay lên nó chọi mình như
chọi gà thế này đâu, đậu xanh nhà đó. Nó cầm cái cây gậy. Cây gậy này là cái vũ khí mà khó chịu nhất game và là bổ ích nhất game luôn. Đa số các vũ khí bộ lạc thì mình không xài, nhưng mà riêng cái cây này là cần rất là nhiều, xài rất là nhiều luôn, xài phổ biến đó anh em, không phải là dùng để tấn công mà là dùng để di chuyển đó anh em ạ. Mình không đề cao cái khả năng tấn công của cái cây vũ khí còn mà cái con này đang cầm, nó như cây gậy của con cũng không vậy. Mình đề cao cái cách mà nó di chuyển. Mình sẽ thi phạm cho anh em sau. Đấy, mày láo hả con? Đầu hàng ngay từ đầu đi, đỡ tốn thời gian của nhau. Có đúng một điều mình không thích ở cái con chủ bộ lạc của mình đó chứ, nó nói nhiều và cá nồi và cái lời nói của nó nghe buồn cười lắm anh em ơi. Đấy, cho tụi nó, mình không thích giết con đấy đâu, cứ để nó ở đấy đi. Đấy, bây giờ nó sẽ hiện cho chúng ta cái nhiệm vụ tiếp theo. Anh em sẽ đi về hướng đông của cái bản đồ và thống nhất cái bộ lạc bên đấy. He says you'll regret not being on their side. The only way you'll learn their secrets, Wong Fu and the tribe weapon now, is if you defeat him. Này nó có cái vũ khí, cái cây that will never happen. Cái móc này đánh cực kỳ khó chịu luôn. Your Sifu is pleased. You're one step closer to uniting, but he's still concerned about the fate of the world. Đấy đấy đấy, anh em nghe nó nói không? You know better than anyone. Giống kiểu hát rap vậy. Ok rồi anh em ơi, thì cái bộ lạc này đã bị chúng ta đánh hạ rồi. Đây là cái vũ khí của cái con Jagni. It's the Jagni staff. Jagni staff. Huyền trượng. Giống cây gậy Tôn Ngộ Không, không hiểu sao gọi là staff luôn đấy. This story needs a hero. Okay. Đấy, anh em nhìn này. Bay, pow, pow. Thì đấy, anh em thấy là trong cái thời gian mà nó tung cái kỹ năng xoay như vậy ấy, nó sẽ giúp anh em bay đi một đoạn luôn. Cực kỳ là gọi là thích hợp luôn anh em ơi. Nó với một cái món nữa mà mình sẽ làm video clip ở những cái thời điểm sau, sẽ kết hợp với nhau tạo thành một cái bộ đôi di chuyển cực kỳ tiện lợi. Mà ở thời điểm hiện tại thì anh em vẫn chưa lấy được nó đâu. Bộ kỹ năng của cái cây gậy. Anh em thích thì em xài thôi, không thích thì thôi. Cây này thì mình vẫn đề cao khả năng di chuyển hơn. Rồi mình nghĩ là video clip hôm nay tới đây thôi. Anh em đừng quên ủng hộ bằng cách đăng ký kênh nha. Bye bye anh em.